Thông tin về thời tiết sẽ tiếp nối chương trình. Về chiều tối và rạng sáng những ngày qua, khu vực Nam Bộ xuất hiện mưa rải rác. Sang ngày hôm nay thì sẽ như thế nào? Chị Hồng Giao. Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Nam Bộ vẫn có mưa dông về chiều nhưng ít có khả năng mưa lớn đấy ạ. Trước khi có mưa, từ sáng cho đến chiều nay, Nam Bộ tiếp tục có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Đông Nam Bộ bao gồm các thành phố Hồ Chí Minh phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ C. Sang đến khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất tại Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu và các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Sau 15 giờ chiều, mưa dông sẽ quay trở lại trên diện rải rác ở khu vực Nam Bộ. Cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng và lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Vào dịp cuối tuần này, du khách đến với Cần Thơ có thể hòa mình vào ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền. Đây là sự kiện điểm nhấn của thành phố Cần Thơ, được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh, giới thiệu, quảng bá các loại trái cây đặc sản, món ăn ngon, sản phẩm du lịch của thành phố Cần Thơ nói chung, huyện Phong Điền nói riêng đến với du khách trong và ngoài nước. Dự báo ở Cần Thơ sẽ có mưa dông xuất hiện về chiều. Hai ngày cuối tuần này thì mưa có thể đến sớm và có lúc mưa lượng khá. Biết trước những dự báo như thế này thì quý vị hãy chuẩn bị sẵn các vật dụng che mưa cần thiết. Còn từ sáng cho đến trưa thì trời có nắng, mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ C. Thành phố Phú Quốc cũng sẽ có nắng từ sáng cho đến chiều nay, nhiệt độ cao nhất trong ngày 32 độ C. Mưa dông cũng có thể xuất hiện về chiều tối, có lúc mưa lượng khá, dễ đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Xin được chuyển sang các thông tin dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau Kiên Giang, ngày hôm nay trời có mưa dông, có thể đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, bất lợi cho hoạt động của thuyền có công suất nhỏ.